Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tại phiên thảo luận về dự thảo luật đầu tư công sửa đổi, nhiều đại biểu đã phân tích những hạn chế vướng mắc của luật này, trong đó nhấn mạnh vào quy định trách nhiệm với các dự án đầu tư công. 2018 đánh dấu 20 năm Việt Nam đồng hành cùng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, cùng nhìn lại chặng đường qua để thấy dấu ấn đậm nét của Việt Nam đóng góp cho sự phát triển chung. 16 tháng 11 được chọn là ngày quốc tế khoan dung và chúng tôi muốn gửi tới quý vị câu chuyện về lòng khoan dung tại một trại cai nghiện ma túy thông qua hình thức vô cùng đặc biệt, đó chính là niềm tin với tôn giáo. Thưa quý vị, tại phiên thảo luận về dự thảo luật đầu tư công sửa đổi vào chiều ngày 16 tháng 11, nhiều đại biểu Quốc hội đã phân tích những hạn chế vướng mắc của luật đầu tư công, trong đó nhấn mạnh vào quy định trách nhiệm với các dự án đầu tư công, việc phân quyền cho các địa phương cũng như là việc quản lý phân bổ vốn ngân sách cho các dự án này. Nhiều đại biểu cho rằng đây là luật khó, lại mới được thực hiện, do đó rất cần đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư công, cũng như cân nhắc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của luật. Theo các đại biểu Quốc hội, quan trọng là làm thế nào để xác định trách nhiệm cá nhân đối với hiệu quả của các dự án đầu tư công. Dự thảo luật thiếu vắng các tiêu chí lựa chọn dự án, chưa gắn việc phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu ra. Đồng thời, dự thảo cũng chưa quy định cụ thể về trách nhiệm trực tiếp của tổ chức cá nhân đối với hiệu quả dự án. Nhiều đại biểu cũng đặc biệt quan tâm tới việc phân quyền cho địa phương đối với các dự án đầu tư công. Việc phân cấp cho các bộ ngành địa phương thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn một số dự án sử dụng vốn trung ương dẫn đến nghịch lý là bộ ngành địa phương không biết trung ương phân bổ cho mình bao nhiêu tiền để thẩm định. Vì vậy, nếu thực sự muốn phân cấp thì nên giao quyền tự quyết cho địa phương toàn bộ phần vốn bổ sung có mục tiêu của trung ương cho địa phương. Trường hợp chương trình dự án sử dụng nhiều nguồn vốn của các cấp khác nhau thì giao cho Hội đồng Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân cấp cao nhất có vốn tham gia quyết định chủ trương đầu tư, chương trình hoặc dự án. Quy định như vậy không hợp lý. Theo tôi phải căn cứ vào tỷ lệ phần trăm đối với từng nguồn vốn của cấp nào có tỷ lệ phần trăm cao nhất thì cấp đó có thẩm quyền quyết định. Đại biểu cũng băn khoăn cho rằng khi việc quản lý nguồn vốn đầu tư công còn chia ra nhiều đầu mối sẽ dẫn đến sự chồng chéo trong phân bổ vốn đầu tư công. Hiện nay trên thế giới có trên 170 nước và vùng lãnh thổ thì chỉ có Việt Nam là nước có hai bộ quản lý vốn ngân sách nhà nước. Việc phân chia hai cơ quan quản lý dẫn đến thông tin tới các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chi tiêu ngân sách nhà nước là không đầy đủ, không làm rõ được trách nhiệm của từng cơ quan trong quản lý, đánh giá hiệu quả của nguồn vốn đầu tư tác động các khoản này đến nợ công vay về đầu tư. Giải trình làm rõ các vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các đại biểu, chỉnh lý để luật bám sát với đường lối của Đảng, đảm bảo yếu tố chặt chẽ, công khai minh bạch, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, giúp tăng hiệu quả của hoạt động đầu tư công. Vừa qua, Quốc hội đã nghe báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018. Khiếu nại tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm. Trong nhiều năm qua, cùng với việc đẩy mạnh dân chủ cơ sở, những quyền này đã được người dân sử dụng nhiều hơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác tiếp công dân xử lý đơn thư ở cơ sở vẫn còn hạn chế. Điều này đã tác động đến việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của chính người dân cũng như là chính quyền các cấp. Xung quanh vấn đề này thì về pháp luật trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn. Thưa ông, có ý kiến cho rằng để cái tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài và vượt cấp như hiện nay là một phần do cái yếu tố tiếp công dân ở cơ sở còn có những cái hạn chế. Vậy cá nhân ông đánh giá như thế nào về nhận định này? Có thể nói rằng là cái so với trước đây thì cái dân trí của chúng ta hiện nay ở mọi nơi đều được nâng lên, kể cả khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, kể cả miền núi, kể cả nông thôn. Có thể nói rằng là hiếm có những cái nơi nào mà những cái bức xúc của người dân mà người ta cam chịu như ngày xưa nữa. Đấy, thì hoặc trực tiếp người dân đó hoặc người ta có đại diện, người ta sẽ có ý kiến phản ánh, có khiếu nại, có tố cáo đến các cấp chính quyền, đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Và đặc biệt là tôi theo dõi gần đây là báo chí, truyền thông, nhất là truyền hình Việt Nam đã có nhiều cái phóng sự, nhiều cái điều tra trực tiếp
có những tiếng vang rất lớn, và tôi cho rằng đó là một cái kênh rất là quan trọng để người dân có thể gửi gắm những cái tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của mình đến với các cấp chính quyền. Thì thực ra những cái khiếu tố cáo của người dân thì tất cả mọi cái đều xuất phát từ cơ sở. Nếu ở cơ sở mà không giải quyết tốt thì người ta sẽ đến khiếu kiện vượt cấp. Thì để mà giải quyết tốt khiếu tố cáo từ cơ sở, rõ ràng hàng đầu phải công tác tiếp công dân. Bởi vì cũng cho đến giờ chúng tôi kiểm tra đánh giá thấy là cũng rất ít những cái đơn thư mà gửi qua con đường bưu điện. Đa phần những người mà có vấn đề bức xúc, người ta đến trực tiếp luật quy định thì những nơi đó đều phải tổ chức tiếp công dân. Nhưng mà cũng có tiếp, cũng có xử lý, có chuyển đơn. Nhưng mà rõ ràng là một số nơi làm chưa tốt. Cho nên dẫn đến người dân không hài lòng, bức xúc, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Ông có thể cho biết là cái chính sách pháp luật của chúng ta về tiếp công dân như thế nào và tại sao cái tình trạng tiếp công dân còn đang có những cái hạn chế như vậy thưa ông? Tôi có thể nói rằng là cũng có lẽ rất ít nước mà có hẳn một cái luật về tiếp công dân như Việt Nam chúng ta. Chúng ta có hẳn một cái luật là luật tiếp công dân với những điều khoản, những quy định nó rất là đầy đặn, rõ ràng cụ thể. Thế nhưng mà có thể nói rằng là thời gian vừa qua thì việc thực hiện cái luật đó chưa nghiệm. Báo chí cũng phản ánh nhiều, nhiều nơi tiếp dân hình thức, có ghi lịch nhưng mà rồi cũng không trực tiếp thủ trưởng cơ quan hay là người đứng đầu chính quyền tiếp, mà giao cho cấp phó hoặc là giao cho người ủy quyền, hoặc có nơi thì cũng không bố trí lịch tiếp dân, thì dẫn đến là những cái bức xúc thời gian vừa qua. Thì trong những cái mà nguyên nhân của tồn tại đó thì cũng có cái việc là cái quy định về những cái về trách nhiệm của người tiếp dân ở trong luật là cũng chưa rõ ràng cụ thể. Chẳng hạn nếu anh không tiếp dân theo định kỳ hay không tiếp dân giải quyết những việc thuộc thẩm quyền của anh, đúng không ạ? Thì anh sẽ phải xử lý như thế nào? Đấy, về kỷ luật công vụ như thế nào thì chưa rõ. Thì tôi nghĩ rằng là để mà khắc phục những cái tồn tại đó, đặc biệt những nguyên nhân từ luật pháp ấy, thì có lẽ phải tính cái việc là xem xét đề xuất cái việc sửa đổi bổ sung những cái văn bản pháp luật liên quan, kể cả luật cán bộ công chức nữa, nhưng đặc biệt là luật tiếp công dân thì chúng ta đang nói ở đây. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn. Vào tối ngày 16 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rời Hà Nội lên đường tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 26, được tổ chức tại Papua New Guinea. Hội nghị năm nay đánh dấu tròn 20 năm Việt Nam đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế hàng đầu thế giới này. Và ngay sau đây hãy cùng nhìn lại chặng đường hai thập kỷ qua để thấy những dấu ấn đậm nét của Việt Nam đóng góp cho sự phát triển chung về một cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương ổn định, gắn kết và thịnh vượng. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng cách đây một năm, thời điểm được đánh giá là khó khăn nhất đối với diễn đàn APEC trước sự nổi lên mạnh mẽ của chủ nghĩa bảo hộ, chống toàn cầu hóa cũng như các thách thức về biến đổi khí hậu, bất bình đẳng. Nhưng nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức rất thành công hội nghị, góp phần giữ vững đà hợp tác, liên kết, duy trì giá trị cốt lõi APEC về thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương. Đánh giá công tác tổ chức thì Việt Nam đã làm tất cả để hội nghị diễn ra một cách hiệu quả và thành công. Đây chỉ là một trong những đóng góp nổi bật của Việt Nam đối với APEC trong 20 năm tham gia vào Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực. 2006 thì lần đầu tiên là chúng ta đăng cai cái hội nghị lần thứ nhất, và đến 11 năm sau thì chúng ta lại đăng cai lần thứ hai. Với cái hội nghị thứ nhất, cái dấu ấn nổi bật của chúng ta đóng góp lúc đó là chúng ta đã đưa ra được cái sáng kiến về xây dựng dài hạn, một cái tầm nhìn dài hạn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương là phải thiết lập được một cái khu vực thương mại tự do trên toàn bộ khu vực. Đến năm APEC 2017 vừa qua thì chúng ta lại một lần nữa là đưa trong cái bối cảnh là kinh tế thế giới còn rất nhiều khó khăn, chúng ta cũng đưa ra cái sáng kiến là cần phải xây dựng một cái tầm nhìn cho APEC sau 2020. Như vậy đây là một cái bước khởi đầu rất quan trọng và các nền kinh tế đã ủng hộ. Nếu so sánh một chút ấy, thì ngay cả những nền kinh tế thành viên tham gia trước ta và có những cái trình độ phát triển cao hơn ta, ví dụ như New Zealand, thì họ cũng chỉ có tham gia mới chỉ chủ nhà một lần, chúng ta đã làm hai lần trong 20 năm qua và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Trong 20 năm đó thì chúng ta đã có những cái đóng góp trong tất cả các cả ba trụ cột, từ tự do hóa thương mại đầu tư cho đến vấn đề là hợp tác kinh tế kỹ thuật và các cái lĩnh vực khác. APEC là diễn đàn quy tụ một nửa trong 28 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện
và là các đối tác kinh tế thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Đóng góp tới gần 80% kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và lượng khách du lịch của Việt Nam. Những con số thể hiện rõ nét tầm quan trọng của APEC với phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta. Sự tham gia của Việt Nam vào các cái diễn đàn đa phương, trong đó của APEC, nó sẽ chủ động, tích cực hơn, thể hiện rõ được cái hướng của chúng ta là không chỉ tham gia, đóng góp mà còn là tham gia đóng góp xây dựng định hình và thậm chí là có những vấn đề chúng ta có thể cùng dẫn dắt với các nước khác. APEC đang chuyển mình căn bản, ngày càng mở rộng hợp tác theo hướng thiết thực hơn vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Trong sự phát triển đó của diễn đàn, luôn có sự đồng hành của Việt Nam với những đóng góp trách nhiệm và thực chất. Thưa quý vị, gần 100% doanh nghiệp thuộc diện phải thanh tra kiểm tra về thuế đều có sai phạm ở các mức độ khác nhau. Thông tin này được Tổng cục Thuế công bố trong buổi họp báo vào sáng ngày 16 tháng 11 về quản lý thuế sửa đổi. Theo lý giải của ngành thuế, tỷ lệ vi phạm cao như vậy là do các doanh nghiệp được chọn để thanh tra kiểm tra đều đã được sàng lọc kỹ trên cơ sở ngành thuế đã phân tích rủi ro. Tuy nhiên, sau thanh tra cũng phát sinh tình trạng khiếu kiện khiếu nại của doanh nghiệp. Năm 2016, qua thanh kiểm tra, ngành thuế đã truy thu hơn 17.000 tỷ đồng và năm ngoái là hơn 19.000 tỷ đồng. Và chiều ngày 15 tháng 11, Hải quan tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã đồng ý tiếp tục làm thủ tục thông quan thêm 10 ngày nữa đối với mặt hàng tinh bột sắn sản xuất của Việt Nam, thay vì là tạm dừng làm thủ tục đối với mặt hàng này từ hôm nay như là công bố trước đó. Đây là kết quả có được sau cuộc làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam với chính quyền thành phố Sùng Tả và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trước đó, cơ quan hải quan Trung Quốc đã dự kiến dừng làm thủ tục nhập khẩu tinh bột sắn của Việt Nam để chờ các đơn vị này đăng ký thông tin về đơn vị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để xác nhận danh sách rồi gửi cho cơ quan hải quan phía Trung Quốc. Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tiếp tục tuyển chọn 500 ứng viên tham gia chương trình đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Các ứng viên sẽ không mất bất kỳ chi phí nào. Công nhân sẽ được tuyển chọn vào các ngành nghề xây dựng và sản xuất chế tạo, được hưởng mức lương là từ 25 đến 30 triệu đồng một tháng và thời gian nhận hồ sơ cho đợt tuyển này là từ nay đến hết năm 2018. Đây là chương trình phi lợi nhuận giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với tổ chức I Am Japan dành cho các ứng viên nam giới tuổi từ 20 đến 30, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và đủ sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài từ 3 đến 5 năm. Các ứng viên sẽ được hỗ trợ miễn phí học tiếng Nhật 4 tháng chính thức, tiền vé máy bay và hoàn thành hợp đồng sẽ nhận được khoản hỗ trợ là từ 120 đến 200 triệu đồng để khởi nghiệp. Và ngay sau đây sẽ là một số thông tin về công nghệ đáng chú ý khác. Sáng ngày 16 tháng 11, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 5 năm 2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về tương tác giữa con người và robot trong ngành công nghiệp 4.0. Mục đích là để ứng dụng công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo góp phần tạo điều kiện khai thác tối ưu các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất. Bên lề hội nghị, 20 doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước đã tham gia trưng bày sản phẩm, giới thiệu các công trình nghiên cứu về robot và trí tuệ nhân tạo. Tại thành phố Hamburg, Đức, Airbus đã bàn giao cho Vietnam Airlines chiếc máy bay Airbus A321neo đầu tiên. Trung bình mỗi năm, mỗi một chiếc máy bay Airbus A321neo sẽ giảm hơn 5.000 tấn khí thải CO2. Đặc biệt là hành khách sẽ có sự trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với hệ thống giải trí không dây, wireless streaming, cho phép hành khách sử dụng các thiết bị di động cá nhân ở chế độ máy bay nhưng vẫn được đồng bộ với hệ thống giải trí trên chuyến bay, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ của hành khách. Trong phần tiếp theo của bản tin, 48 thầy cô giáo tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật đã được tuyên dương. Họ là những tấm gương vượt qua khó khăn để dạy dỗ học sinh và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ thì nhu cầu tìm hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt cũng tăng cao. Với nhiều người nước ngoài, tiếng Việt đã trở thành cầu nối quan trọng trong sự nghiệp của họ. Vào tối ngày 15 tháng 11, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2018, tuyên dương các giáo viên đang dạy học sinh khuyết tật. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, các thầy cô giáo không chỉ là những người nghị lực kiên cường mà còn là những tấm gương vượt qua khó khăn để dạy dỗ học sinh và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
Hiện nay cứ 100 trẻ khuyết tật dù đang là tuổi đi học nhưng mới có hơn 6 trẻ được đến trường. Vì vậy, trong đổi mới giáo dục thời gian tới cần quan tâm hơn tới vấn đề này. Trường phổ thông phải là cơ sở vật chất, trang bị kinh nghiệm và kiến thức cho thầy cô để dạy trẻ khuyết tật hòa nhập. Thưa quý vị, khi vị thế của Việt Nam đang ngày càng được khẳng định trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ, thì nhu cầu tìm hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cũng tăng cao. Điều này đã được khẳng định tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Việt Nam học và tiếng Việt thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là dịp kỷ niệm 62 năm giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài của khoa. Trong hơn nửa thế kỷ phát triển, đã có 15 cựu sinh viên của khoa Việt Nam học và tiếng Việt là người nước ngoài đã và đang đảm nhiệm vai trò đại sứ của các nước tại Việt Nam. Một vị đại sứ hoặc là một nhà ngoại giao hoặc là một bất cứ người nước ngoài nào mà đã biết tiếng Việt thì cái sự đóng góp của người ta trong cái việc thúc đẩy cái mối quan hệ đó sẽ còn khả thi hơn. Cho nên việc dạy tiếng Việt rất quan trọng để chúng ta có thể đào tạo những người sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển cái mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia. Vai trò của tiếng Việt đã lớn lên cùng với cái vai trò của đất nước. Khi Việt Nam đã hòa nhập sâu vào cộng đồng quốc tế và một nước đã mở cửa có quan hệ phát triển với tất cả các nước trên thế giới. Hiện nay, tiếng Việt đã trở thành môn đại cương hoặc môn chuyên ngành tại nhiều trường đại học trên thế giới và cũng có ngày càng nhiều người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Việt. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và phát triển của ngôn ngữ quốc gia. Ngôn ngữ không phải chỉ là tiếng nói để mà giao tiếp, mà ngôn ngữ là công cụ để truyền tải văn hóa, công cụ để làm ăn, công cụ để phát triển kinh tế và đặc biệt là phát triển từ mối quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa tất cả các nước trong phát triển. Đấy, cho nên là vị trí tiếng Việt trở thành một cái ngôn ngữ hiện nay được nhiều nước trên thế giới quan tâm cùng với sự quan tâm của đổi mới, của phát triển của xã hội chúng ta hiện nay. Làm thế nào để quảng bá hơn nữa tiếng Việt ra thế giới và triển khai ứng dụng công nghệ vào việc dạy và học tiếng Việt như những ngoại ngữ thông dụng hiện nay đang là bài toán đặt ra cho các trường đại học và giáo viên dạy tiếng Việt cả trong và ngoài nước. Khoa Việt Nam học và tiếng Việt của chúng tôi cũng là một trong những đơn vị đã tham gia xây dựng cái đề án dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Cái đề án này hiện nay bắt đầu được đưa vào thực hiện và chúng tôi tin rằng trong tương lai thì cái việc mà giảng dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến sẽ phổ biến và chắc chắn cái vị thế của tiếng Việt sẽ ngày càng được thế giới biết đến hơn. Với những đóng góp trong quá trình nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Quan hệ Việt Nam-Hà Lan vừa đánh dấu 45 năm hợp tác hữu nghị và toàn diện, nhưng tình bạn của hai nước thì đã xuất hiện từ trước đó rất lâu, bắt nguồn từ nhiều cá nhân tổ chức phi chính phủ, hoạt động phản chiến và hoạt động nhân đạo tại Việt Nam. Tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan thường được biết đến với tên gọi là MCNV là một trong số đó. Và vào chiều ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, tổ chức này đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận huân chương hữu nghị từ Chủ tịch nước. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập được đánh dấu bằng huân chương hữu nghị lần thứ tư do Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng. MCNV được thành lập từ tháng 11 năm 1968 dựa trên tinh thần đoàn kết giữa nhân dân Hà Lan sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. MCNV đã được đánh giá là một trong những tổ chức phi chính phủ hoạt động lâu đời nhất tại Việt Nam, có những đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan. Quan hệ giữa Ủy ban Y tế Hà Lan và Việt Nam không chỉ là một mối quan hệ có lịch sử lâu dài, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Hà Lan. Tôi nghĩ rằng Ủy ban Y tế Hà Lan là một hình mẫu cho thấy các tổ chức xã hội có thể cùng nhau hợp tác vì một mục tiêu tốt đẹp chung. MCNV thực hiện các chương trình hỗ trợ nhóm phụ nữ và trẻ em sống chung với HIV, chăm sóc sức khỏe, hòa nhập cho người khuyết tật, nâng cao nhận thức về quyền và sức khỏe sinh sản, tình dục của trẻ em gái vị thành niên. Hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chương trình sinh kế, xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam cũng tạo ra một cái sự thay đổi lớn nhất ở Quảng Trị, thay đổi cái sự nhận thức của các nhà quản lý y tế cũng như là người dân ở tại cộng đồng trong cái việc mà nhìn nhận về cái chăm sóc sức khỏe, từ nhận biết cái vấn đề sức khỏe của mình và dựa vào cái nguồn lực chính của cộng đồng đó, thì từ đó tạo ra một cái sự phát triển bền vững. Trong nửa thế kỷ hoạt động của mình, MCNV đã đến với hàng ngàn bản làng, thôn xóm, từ nông thôn đến thành thị Việt Nam. Khoảng 100 triệu euro đã được hỗ trợ để đem lại sự thay đổi tích cực cho khoảng hơn 2 triệu người dân thuộc nhóm yếu thế. Hơn 7.000 cán bộ y tế, giáo dục, lao động xã hội đã được nâng cao năng lực thông qua đào tạo trong và ngoài nước. Hơn 100 cán bộ y tế được đào tạo chuyên sâu tại Hà Lan. Khoảng 70.000 nhà tài trợ Hà Lan đã luôn đồng hành với tổ chức. Phương thức hoạt động của MCNV phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Có các chương trình hoạt động hướng tới mục tiêu phát triển bền vững năm 2030. Chúng tôi sẽ tập trung vào các dự án hỗ trợ để cộng đồng bắt nhịp với sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời giảm thiểu đói nghèo. Dù lĩnh vực hoạt động nào, tôn chỉ của MCNV hướng đến một thế giới mà tất cả mọi người đều được hỗ trợ để phát triển tối đa các giá trị cá nhân và xã hội. Cách đây 23 năm, vào ngày 16 tháng 11 năm 1995, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã thông qua Ngày Quốc tế Khoan dung. Bất công, bạo lực, kỳ thị và phân biệt đối xử đều khiến cho con người trở nên yếu thế, dễ bị tổn thương. Vì vậy, giáo dục tạo dựng lòng khoan dung được coi là thiết yếu đối với mỗi người. Sự giáo dục ấy không chỉ gói gọn trong phạm vi nhà trường mà còn hiện diện ở mọi phương diện của cuộc sống. Nhân ngày 16 tháng 11 năm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi một câu chuyện về lòng khoan dung tại một trại cai nghiện ma túy thông qua hình thức vô cùng đặc biệt, đó chính là niềm tin với tôn giáo. Vì tôi hy vọng rằng khi mà anh trở thành người cha thì anh sẽ thay đổi. Nhưng mà khi tôi vừa mới sinh được một tháng thì anh đã dùng ngay cái đứa con gái của mình mới đẻ còn đỏ hỏm như thế mà để bắt cóc để tống tiền bố mẹ và vợ, chỉ để lấy 50.000 để đi mua một liều ma túy. Quả thật cho đến giờ phút này, cô là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã ban lại cho tôi. Nhờ có sự bao dung của người vợ và gia đình, anh Nam Quốc Trung từ một người với tiền án 16 năm nghiện ma túy đã tìm thấy con đường hoàn lương cho mình. Giờ đây, anh trở thành một mục sư, mở những lớp học tin lành phục hồi để giúp đỡ những người có quá khứ giống anh. Tôi biết đến Chúa qua lớp học phục hồi tại trại 02 này, trong cái hoàn cảnh mà tôi sắp chết. Và thực ra trong cái kinh thánh, lời của Đức Chúa Trời đã cứu cuộc đời tôi, đó là câu Thi Thiên 118 câu 17. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống để thuật lại những công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời. Kết hợp các hoạt động trị liệu và giảng dạy kinh thánh, mục vụ tin lành cai nghiện cùng với Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động số 2 đã giúp đỡ hơn 1.000 học viên làm lại cuộc đời. Chương trình nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ tích cực của thành phố Hà Nội. Chúng tôi thấy là đấy là một con đường mới trong rất nhiều các biện pháp cai nghiện ma túy. Chính vì vậy nên chúng tôi đã được ban chỉ đạo của thành phố, ủy ban thành phố và thành ủy Hà Nội cho phép làm điểm một số 3 năm ở trong Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động số 2. Tính đến năm 2015, Hội Thánh Tin Lành đã có gần 60 cơ sở giúp đỡ người nghiện thông qua thực hành tôn giáo và vẫn đang tiếp tục mở rộng trong những năm tiếp theo. Với những kẻ nào biết ăn năn sám hối và công nhận sự thật, ta sẽ tha thứ cho. Ta là đấng từ bi, đại lượng. Thế giới này vốn dĩ đã có rất nhiều điều vẫn đang chờ đợi những tấm lòng hướng thiện, những cái tâm trong sáng để cùng nhau san sẻ yêu thương. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Cùng nhau vượt qua những khó khăn. Và cùng nhau làm nên những phép màu của cuộc sống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.